lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Phàn Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo thể trọn đời giữ đạo. Theo tử tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật bật thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo lời thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn Già Lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, xin thần tâm đôi trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điền, chúng con dâng nén tâm hương khải bật Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Hóa Thành Dù thứ bảy. Chúng con xin nguyện đem công đức lần này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tư trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được diễn giác ngộ, nguyện trên sư phụ được sức khỏe chủ thế gia bà được dài lâu, để hoàng dương giáo Pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiền đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lần tu theo chính Pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiên tổ hiền kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính Pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp kiến được thịnh hưng. Nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật.
Chúng con hướng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí tâm đảnh lễ ơi, Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn pháp. Chí tâm đảnh lễ ơi, Nam mô thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Pháp vi diệu rất sâu vô thượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp, con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ơn sâu muôn lời thành bảy cuốn, dòng chưa đựng vô biên nghĩa màu, trong có nước cam lô diên nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh diệu pháp liên hoa phẩm
hóa thành dù thứ bảy phương Tây Nam nhận đến phương dưới cũng lại như thế. Bây giờ 500 muôn ước coi nước ở thượng phương các vị đại phạm thiên vương thấy đều tự thấy cung điện của mình ở. Ánh sáng chói rực từ xưa chưa từng có vui mừng ơn ở xanh lòng hy hữu liền đi đến nhau để chung bàn việc đó. Vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta có ánh sáng này, lúc đó trong chung có một vị đại phạm thiên vương tên là Thi Khí, vì hàng phàm chúng mà nói kể rằng nay vì nhân duyên gì cung điện của chúng ta ánh sáng ngoài đức chói đẹp đẽ chưa từng có tướng tốt như thế, đó xưa chưa từng nghe thấy là trời đại đức sinh hay là Phật ra đời. Bây giờ 500 muôn ức các vị phạm thiên vương cùng cung điện chung mỗi vị đều dùng đấy đựng các thứ hoa trời đồng đến phương dưới. Suy tìm tương sáng đó thấy đức đại thông chí thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội bồ đề hàng chư thiên long vương. Càng thán bà khấn a la ma o la già nhân và phi nhân vân vân cung kính vây quanh và thấy 16 vị vương tự thính đức Phật truyền pháp luân. Lúc đó các vị phạm thiên vương đầu mặt lạy chân Phật đi quanh 100.000 vòng liền lấy hoa trời dài trên đức Phật. Hoa dài đó nhóm như núi diệu cao và để cúng dường cây bồ đề của Phật cúng dường hoa xong đều đem cung điện dâng lên đức Phật mà bạch rằng: Xin đoái thương lợi ích chúng con cung điện dâng đây cúi mong Phật nạp ở. Lúc đó các vị phạm thiên vương liền ở trước Phật một lòng đồng tiếng dùng kệ khen rằng: Ngày tay thấy các Phật đấng thánh tôn cứu thế ai ở ngục tam giới cứu khỏi các chúng sinh thiên nhân tôn trí khắp thương xót loài quần manh hay khai môn cam lộ rộng độ cho tất cả. Lúc xưa vô lượng kiếp luôn qua không có Phật, khi Phật chưa ra đời mười phương thường mơ tối ba đường giữ thêm đông a tu la cũng thành càng chúng trời càng bớt chết nhiều đọa ác đạo. Sáng theo Phật nghe pháp thường làm việc trắng lành sắc lực cùng trí huệ các việc đều giảm ít vì tội nghiệp nhân duyên mất vui cùng tưởng vui trụ trong pháp tà kiến chẳng biết nghi tắc lành. Chẳng nhớ Phật hóa độ thượng đoà trong ác đạo Phật là mắt của đời lâu xa mới hiện ra vì thương các chúng sinh nên hiện ở trong đời siêu việt thành chính giác chúng con rất mừng vui và tất cả chúng khác mừng khen chưa từng có. Cung điện của chúng con nhờ hào quang nên đẹp nay đem dâng thế tôn cuối mong thương nhận nữa nguyện đem công đức này khắp đến cho tất cả chúng con cùng chúng sinh đều đồng thành Phật đạo. Khi đó 500 muôn ức các vị phạm thiên vương nói kể khấn đức Phật rồi đều bạch Phật rằng cúi mong đức Thế Tôn truyền pháp luân nhiều chỗ an ổn nhiều chỗ độ thoát. Lúc ấy các vị phạm thiên vương đồng nói kệ rằng Thế Tôn truyền pháp luân đánh trong pháp cam lộ độ chúng sinh khổ não mở bảy đường niết bàn. Cúi mong nhân lời con dung tiến vi diệu lớn thương xót mà nói bảy pháp tu vô lượng kiếp lúc bấy giờ đức đại thông chí thắng Như Lai
Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử tức thời ba phen chuyển pháp luân 12 anh hoặc là Sa Môn Ba La Môn hoặc là trời Ma Phạm và các thế gian khác đều không thể chuyển được. Nói đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ và rộng nói pháp 12 nhân duyên. Vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên, xúc xúc duyên, thọ thọ duyên, ái ái duyên, thủ thủ duyên, hiểu hữu duyên, sinh sinh duyên, lão tử ưu bi khổ não, vô minh diệt thời, hành diệt thời, thức diệt thời, danh sắc diệt, danh sắc diệt thời, lục nhập diệt thời, xúc diệt thời, thọ diệt thời, ái diệt thời, thủ diệt thời, hữu diệt thời, sinh diệt thời, lão tử ưu bi khổ não diệt đức Phật ở trong đại chúng trời người khi nói pháp đó. Có 600 muôn nực na do ta người do vì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu tâm được giải thoát đều đăng thiền định sau mau ba món minh sau món tông đủ tam món giải thoát lúc nói pháp lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sinh cũng bởi không thọ tất cả pháp mà nơi các lầu tâm được giải thoát từ đây nhẫn sau các chúng thanh văn nhiều vô lượng vô biên không thể tinh kê được. Bây giờ 16 vị vương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di các căn thông lời trí huệ sang lang đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức. Càng đường phát tình tu hành thanh tình cầu đạo vô thường chánh đẳng chánh giác đều bạch cùng Phật rằng thưa Thế Tôn các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tựu xong. Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chính đẳng chính giác chúng con nghe xong đều đồng tu học. Thế Tôn chúng con có chi mong được chỉ kiến của Như Lai chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm Đức Phật từ chứng biết cho lúc đó tám muôn ức người trong chúng của truyền luân thánh vương dắt đến thấy 16 vị vương tử xuất gia cùng tử cầu xuất gia vua liền thuần cho bấy giờ Đức Phật nhận lời tình của Sa Di qua hai muôn kiếp sau mới ở trong ngàn bốn chúng nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm Đức Phật nói kinh đó xong 16 vị Sa Di vì đạo vô thượng chính đẳng chính giác đều đồng thọ trì đồng tùng thông thuộc lúc nói kinh đó 16 vị Sa Di Bồ Tát Tây đều tin to trong chúng thanh văn cũng có người tin hiểu ngoài ra nghìn muôn ức loại chúng sinh đều sinh lòng nghi làm Phật nói kinh đó suốt 8.000 nghìn kiếp chưa từng thôi bỏ Phật nói kinh đó xong liền vào tịnh thất chủ trong thiền đình. Tám muôn bốn nghìn kiếp bấy giờ 16 vị Bồ Tát Sa Di biến Phật nhập thất chủ trong thiền đình vắng bậc mỗi vị đều lên pháp tòa cùng trong tám muôn bốn nghìn kiếp. Vì bốn bộ chúng rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa môi mỗi vị đều đổ 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh chỉ bày cho được lợi mừng khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đức đại thông trí thăng Phật qua tám muôn bốn nghìn kiếp sau từ tám mùi dày qua đến pháp tòa mà ngồi an lành thấp bảo trong hàng đại chúng 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất
nhất là ít có các căn thông lẽ trí huệ sang láng đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức số Đức Phật ở chỗ các Đức Phật thường tu hành thanh tịnh. Có sĩ trí của Phật để chỉ dạy chúng sinh làm cho vào trong đó các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. Vì sao nếu hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di Đó nói mà thọ trì không mất? Tới người đó sẽ đăng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trí huệ của Như Lai Phật báo các tỳ kheo 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh diệu pháp liên hoa này. 600 muôn ức na do tha hằng hạ xa chúng sinh của mỗi vị Bồ Tát hoa độ đó đời đời sinh ra đều cùng Bồ Tát ở chung theo nghe pháp với Bồ Tát thấy đều tin hiểu nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp bốn muôn ứng các Đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chẳng ngớt các tỷ kheo ta nói với các ông 16 vị Sa Di đệ tử của Đức Phật kia nay đều chứng đẳng đạo vô thượng chính đẳng chính giác hiện đương nói pháp trong cõi nước ở mười phương có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát thân văn để làm quyến thuộc hai vị Sa Di làm Phật ở phương đông vị thứ nhất tên là A Xúc. Ở nước Hoan Hỷ vị thứ hai tên là Tu Di Đành, hai vị làm Phật ở phương Đông Nam vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm. Vị thứ hai tên là Sư Tử Tương, hai vị làm Phật ở phương Nam vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt, hai vị làm Phật ở phương Tây Nam vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng, hai vị làm Phật ở phương Tây. Vị thứ nhất tên là Di Đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não, hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu Di Tướng, hai vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Vân Tự Tại. Vị thứ hai tên là Vân Tự Tại, vướng một vị làm Phật ở phương Đông Bắc, hiệu Hoài Nhất Thiết Thế Gian Bồ Uy, vị thứ 16 chính ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở cõi nước ta ba thành vô thượng chánh đẳng chánh giác các tỳ kheo lúc chúng ta làm Sa Di mỗi người sao hóa vô lượng trăm nghìn muôn ức hằng hà xa chúng sinh vì đạo vô thượng chính đẳng chánh giác theo ta nghe pháp nhưng chúng sinh đó đến nay có người trụ bằng thánh văn ta thường giáo hóa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác giác những bọn người này đáng dùng pháp đó mà lẫn vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai có tin có hiểu vô lượng hằng hà xa chúng sinh được hoa độ trong thuở đó chính là bọn ông các tỳ kheo. Và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này không biết công may hành của Bồ Tát từ ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ sẽ nhập niết bàn. Ta ở nơi nước khác làm Phật lại có tên khác, người đó giàu sanh lòng tưởng là diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí tuệ của Phật được nghe kinh này chỉ do Phật thừa mà được diệt độ, lại không có thừa nào khác trừ các Đức Như Lai phương tiện nói pháp các tỳ kheo. Nếu Đức Như Lai từ biết giờ niết
Bàn sắp đến. Chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chắc, do thầu pháp không sâu vào thiền định, bèn nhóm các Bồ Tát và chúng thanh văn mà vì nói kinh này. Sống đời không có ai thưa mà đáng diệt độ, chỉ có một Phật thưa đáng diệt độ thôi. Các thị kheo nên rõ đức Như Lai phương tiện sâu vào tánh chúng sanh, biết chỉ nó ưa pháp nhỏ nứt ham nơi năm món dục. Vì hạng người này mà nói niết bàn, người đó nếu nghe thời liền tin nhận, tí như đường hiểm nhiều nạn dữ dài 500 do tuần trốn ghê sợ hoang vắng không người. Nếu chúng đông muốn đi qua con đường này đến chỗ chân bửu, có một vị đạo sư thông minh sáng suốt kéo biết rõ tướng thông biết của con đường hiểm, dắt chúng nhân muốn vượt qua nạn đó. Chúng nhân được dắt đi giữa đường lười mỏi bật bạch đạo sư rằng chúng con mệt nhọc lại thêm sợ sệt, chẳng có thể đi nữa, đường trước còn xa, nay muốn lui về vì đạo sư nhiều sức phương tiện. Mà tự nghĩ rằng bọn này đáng thương, làm sao cam bỏ chân bưu lớn mà muốn lui về. Nghĩ thế rồi dùng sức phương tiện ở giữa đường hiểm quá 300 do tuần, hóa làm một cái thành mà bảo chúng nhân rằng các ngươi chớ sợ đừng lui về. Nay thành lớn này có thể dừng ở trong đó, tùy ý muốn làm gì thì làm, nếu vào thành này sẽ rất được an ổn, nếu có thể lại thẳng đến chỗ châu báu đi cùng đàng. Bây giờ chúng mỏi mệt nhưng rất vui mừng khen việc chưa từng có, chúng ta hôm nay khỏi được đường dự rất được an ổn đó rồi. Chúng nhân thẳng vào hóa thành xanh long tưởng cho rằng đã được độ rất an ổn. Lúc ấy đạo sư biết chúng nhân đó đã được nghỉ ngơi không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành bảo chúng nhân rằng các người nên đi tới chỗ châu báu ở gần đây. Thành lớn trước đó là của ta biến hóa ra để nghỉ ngơi thôi. Các tỳ kheo đức Như Lai cũng lại như thế này, vì các ông mà làm vì đại đạo sư biết các đường giữ sanh từ phiền não yếm nan dài xa nên bỏ nên vượt qua. Nếu như chúng sinh chỉ nghe một Phật thừa thời, chẳng muốn thấy Phật, chẳng muốn gần gũi mà nghĩ thế này, đạo Phật dài xa lâu ngày chịu cần khổ mới có thể đăng thành Phật. Biết tâm chúng đó khiếp nhược hà liệt, dùng sức phương tiện mà ở giữa đường, vì để người nghĩ nên nói ai môn niết bàn. Nếu chúng sinh chủ nơi hai bậc đức Như Lai bấy giờ liền bèn vì nói chỗ tu của các ông chưa xong, bậc của các ông ở gần với huệ của Phật, phải quan sát suy lượng niết bàn đa đằng đó, chẳng phải chân thật vậy, chỉ là sức phương tiện của Như Lai ở nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba như vì đạo sư kia. Vì cho mọi người ngươi nghĩ mà hóa làm thành lớn đã biết nghĩ xong mà bảo đó rằng chỗ châu báu ở gần thành này không phải thiệt của ta biên hóa làm ra đó thôi. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đại thống chí thắng Phật mười kiếp ngôi đạo tràng, Phật pháp trắng hiển tiền trắng đẳng thành Phật đạo, các trời thần long vương chúng a tu la thầy thường dưới các hoa trời để cúng dường Phật đó. Chư thiên đánh trống trời và trôi các kỳ nhạc gió thơm thổi hoa éo lạ
Phải mưa bông tốt mới quá mười tiểu kiếp rồi mới đặng thành Phật đạo. Các trời cùng người đời lòng đều xanh hơn hở mười sau người con Phật đều cùng quyến thuộc mình nghiền muông ước vây quanh chúng đi đến chỗ Phật đậu mặt lạy chân Phật tính Phật chuyển pháp luân. Đấng Thánh Sư mưa pháp lời con và tất cả thế tôn rất khó gặp lâu xa một lần hiện vì giác ngộ quần sinh mà chấn động tất cả. Càng thế giới phương đông 500 muôn nước cõi phàm cung điện sang chói từ xưa chưa từng có phàm vương thấy tương nay liền đến chỗ Phật nở dài hoa đề cúng dường và dâng cung điện lên thính Phật chuyển pháp luân nói kể ngợi khen Phật. Phật biết chưa đến giờ nhận thính yên lặng ngồi ba phương cùng bốn phía trên dưới cùng như thế dưới hoa dâng cung điện thính Phật chuyển pháp luân thế tôn rất khó gặp nguyện vì bổn từ bi rộng mở cửa cam lộ chuyển pháp luân vô thượng thế tôn huệ vô thượng nhân chúng nhân kia thính vì nói các món pháp bốn đế mười hai duyên của mình đến lão tử đều từ sanh duyên yêu những qua hoàn như thế các ông phải nên biết tuyên nói pháp đó rồi sáu trăm muôn nước cai đàng hết các ngăn khổ đều thành a la hán thời nói pháp thứ hai nghìn muôn hằng xa chúng ở các pháp chẳng thọ cũng đàng a la hán từ sau đây đằng đạo số đông đến vô lượng muôn nước kiếp tinh kẻ không thể đăng ngăn mẽ bây giờ mười sáu vị xuất gia làm xa gì đều đồng thịnh Phật kia diện nói pháp đại thừa chúng con cùng quyên thuộc đều sẽ thành Phật đạo nguyện đáng như thế tôn huệ nhãn sạch thứ nhất Phật biết lòng đồng từ chỗ làm của đời trường dùng vô lượng nhân duyên cùng các món thi dù nói sáu ba la mật và các việt thần thông phân biệt pháp chân thiệt đạo của Bồ Tát làm nói. Nói kinh pháp hoa này kể nhiều như hàng xa. Phật kia nói kinh rồi vào tịnh thất nhập định tâm muôn bốn nghìn kiếp một lòng ngồi một chỗ các vị sa di đó biết Phật chưa xuất thiền vì vô lượng chúng nói về vô tướng của Phật mọi vị ngồi pháp tòa nói kinh đại thừa này sau khi Phật yên lặng tuyên bày giúp giáo hóa mọi vị xa gì thấy cho chúng sinh mình đồ có sáu trăm muôn ước hằng hà xa các chúng sau khi Phật diệt độ các người nghe pháp đó ở các nơi coi Phật thường cùng thầy sinh chung mười sau xa di đó đầy đủ tu Phật đạo. Này hiện ở mười phương đều đặng thành chánh giác người nghe pháp tòa đó đều ở chỗ các Phật có người chủ thánh văn lần dạy cho Phật đạo ta. Ở số mười sáu từng vì các ngươi nói cho nên dùng phương tiện dân dắt đến huệ Phật. Do bốn nhân duyên đó nay nói kinh pháp hoa khiến người vào Phật đạo dè dặt chớ kinh sợ thì như đường nghiệm dự xa văn nhiều thú độc và lại không có nước trốn mọi người ghê sợ vô số nghìn muôn chúng muốn qua đường hiểm này đường đó rất xa vời trải 500 do tuần bây giờ một đạo sư nhớ dai có trí huệ sáng suốt lòng quyết định đường hiểm cứu các nạn mọi người đều mệt mỏi mà bật đạo sư rằng chúng con nay mỏi mệt nơi đây muốn trở về đạo sư nghĩ thế này bọn này rất đáng thương làm sao muốn lui về cam mất chân bửu lớn hiện lại nghĩ phương thiện nên bày xương thần thông hóa làm thành quạch lớn các nhà cửa trang
trang nghiêm bồn bề có vương rừng sông ngòi và áo tắm cửa lớn lầu gác cao. Cao trai gái đều đông vầy hóa ra thành đó rồi an ủi chúng chớ sợ các ngươi vào thành này đều được vừa chỗ muôn. Mọi người đã vào thành lòng đều rất vui mừng đều xanh tướng an non tự nói đã được đổ đạo sư biết nghĩ xong nhóm chúng ma bảo rằng các ngươi nên đi nữa đây là hóa thành thôi thấy các ngươi mỏi mệt giữa đường muốn lui về nên dùng sức phương tiện ta hóa làm thành này các ngươi gắng tinh tấn nên đồng đền chỗ bao ta cũng lại như vậy đạo sư của tất cả thấy những người cầu đạo giữa đường mà lười bỏ không thể vượt đường giữa sanh tử đầy phiền não nên dùng sức phương tiện vì nghỉ nói niết bàn rằng các ngươi khổ diện chỗ làm đều đã xong đã biết đến niết bàn đều chứng a la hán giờ mời nhóm đại chúng vì nói pháp chân thật sức phương tiện các phật phân biệt nói ba thừa chỉ có một phật thừa vì nghĩ nên nói ai vì các ngươi nói thiệt các ngươi chưa phải diệt vì nhất thiết chí phật nên phát tinh tấn mạnh người chứng nhất thiết chí mười lực các phật pháp đủ bấm hai tương tốt mới là chân thiệt diệt các phật là đạo sư vì nghĩ nói niết bàn đã biết người nghĩ rồi dẫn vào nơi huệ phật kinh diệu pháp liên hoa quyển thứ ba một tiếng kinh bày thần thông giáo hoa thâm giao hộ khắp dưới mưa pháp nhuần các mầm quà báo nhà rộng lớn chốn châu báu không xa quyền biến hóa đồng hoa đốm hư không nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ba căn khắp nhuần đệ tử nhờ ơn thành biến hoa rồi bày chớ cho là chân lại xem nhân duyên đức chi thắng mười sau vị vương tôn tam phương chứng thân vàng nam mô đại thông chi thắng phật nam mô đại thông chi thắng phật nam mô đại thông chi thắng phật kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân na là người đệ tử Phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều giác ngộ thứ nhất, thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, ra rồi không có chủ. Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai, ta muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. Điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến chi túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Điều giác ngộ thứ tư, lưỡi biếng phải xa đọa, nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới. Điều giác ngộ thứ năm, ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ luôn học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biến tài rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả
cả. Điều giác ngộ thứ sáu, nghèo khổ hay oan hờn, thường kết nhiều duyên ác. Bồ Tát anh bố thí bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác. Điều giác ngộ thứ bảy, năm dục là tai họa, thân dấu ở cõi tục nhưng không nhiễm dục lạc. Thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả. Điều giác ngộ thứ tám, sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ Đề, tu hành cầu thanh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ Niết Bàn, rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh. Cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo thành đạo. Nếu người đệ tử Phật tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niềm diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thượng an trú tịnh nhờ lạc. Tam bảo chứng minh ngoại thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích Tư Thiên Vương Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiền Thần chứng minh gia hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục tri túc, đối với khẩu nói lời thân tình xa rời các dục, đối với ý thường tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tư Đại Điều Hòa, chủ thế xa bà dài lâu, đời đời các kiếp vị lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhà của các đấng Như Lai, phổ độ khắp cả quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời Đức Phật dạy, tin sâu nhân quả, phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành, sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm, gia quyến an khang lòng tín nơi tam bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn dẫn quân du kích tử về, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hướng linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước, các hướng linh oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hướng linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hướng linh liên quan đến việc đổ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh, lìa khổ minh khởi niệm từ bi, xa lìa đường khổ, tin sâu tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đồng đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lệ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên, giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việt ác hộ trì việt thiền, phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hành bồ đề, truyền tải Phật pháp phổ độ chúng sinh, cầu vô thượng bồ đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc chúng kiên trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu trang nghiệt, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam các thế tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt na sạch nhà. Nam mô Phật na bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Tụng kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh, thầy đều thể nhập vô sinh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thượng hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này tràn giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật, ơi nguyện cho chúng ma sinh ơi hiểu thấu đạo lớn ơi, phát tâm vô thường. Từ quy y pháp ơi nguyện cho chúng ma sinh ơi thâm nhập kinh tạng người trí tuệ như biển. Tự quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết na thảy không ngại.